Chào các bạn. Vậy là hôm trước chúng ta đã thực hành làm quen với ví dụ về chuyển đổi giờ, phút, giây sang số giây rồi. Thì hôm nay mình sẽ thêm một cái ví dụ ngược lại nữa. Chúng ta sẽ cùng thực hành ngược lại nhé. Là sẽ về chuyển đổi về số giây sang dạng giờ, phút, giây. Chúng ta sẽ ngược lại, làm ngược lại nhé. Đây, mình sẽ comment lại cái ví dụ lần trước. Và hôm nay là chúng ta sẽ nên chúng ta sẽ là chuyển đổi số giây sang dạng giờ phút giây trong nhé. Chuyển đổi số giây sang giờ phút giây. Đang cũng tương tự như lần trước thôi, nhưng mà để chuyển đổi số giây ấy sang dạng giờ phút giây thì mình dùng sẽ viết sang một hàm riêng nữa. Hàm riêng để chuyển đổi. Tuy nhiên hàm này nhận vào một tham số là số giây thôi. Lúc trước thì chúng ta một hàm trước nó nhận vào nhờ phút giây đúng không? Hàm này thì bây giờ nhận vào tham số giây thôi. Đấy, chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn xử lý như cách trước là sẽ tách riêng ra một hàm riêng. Đấy ha. Rồi sau đó là chúng ta mới lên cái chương trình dàn ý chính của người dùng đó, ứng dụng người dùng. Ta sẽ tách riêng trước nha. Tạo hàm nha. Ta tích. Rồi, ok. Lần này là chúng ta chỉ cần nhận số giây thôi và chúng ta sẽ chuyển đổi sang giờ phút giây. Ok. Giây. Giây thì là em. Bắt đầu là chương trình thì các bạn thử thử nghĩ cách trước đi, thử nhóm thêm chương trình lên thực hiện như thế nào trước đây. Mình cũng nhóm với các bạn. Ok, bắt tay rồi nhá. Thì chương trình mình như thường lệ thì chương trình này sẽ hơi dài hơn lần trước, tại vì nó chuyển đổi ngược lại sang ba đơn vị cơ, giờ phút giây cơ. Thì tiếp theo là sẽ là ban đầu chúng ta là khai báo trước, khai báo biến cần sử dụng. Tiếp theo là chuẩn chuyển đổi sang giờ phút giây. Tiếp theo là thì đấy thế thôi, chỉ ba cái mình ra mình là cái không đơn giản như thế trước thôi. Thì theo mình thì cần khai báo biến, mình sử dụng cần có những biến là tất nhiên là giờ này, phút này, giây này. Đấy. Chúng ta là có bắt đầu chuyển đổi nhá, chúng ta có 1 giờ sẽ bằng 3.600 giây đúng không? Suy ra giờ rằng là số giây chia ra 3.600 ta sẽ tính được cái giờ chưa? Ok, bằng số giây nhập vào này chia ra 3.600. Ok, có 1 phút này bằng 60 giây và thì ở trên đấy ta chia 3.000 lấy giờ này, đây 600 lấy giờ đúng không, thì ở phía dưới thì là vậy thì nha, lấy phần dư của nó để chia 60. Tôi sẽ bằng phần dư nhá, đấy tôi chia cho 60. Ok, và tiếp chia lấy dư lấy số như thế nào, mình đã có cái vài ví dụ đấy các bạn cùng xem lại nhá, và chính là phần dư còn lại chính là số giây. Đấy, mình chia lấy chưa rồi. Rồi, hiển thị kết quả.
sau khi chuyển đổi giờ. Giây, 20 giây sang giờ phút giây này. Giờ phút giây. Ok, vậy là hàng này đã xong rồi nha, các bạn cùng xem lại nha. Tiếp tục như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình chính. Thực tế thì chúng ta sẽ tải chương trình ấy để chúng gửi đơn giản thôi, là yêu cầu người dùng là vào số giây chuyển đổi, sau đó chúng ta lại gọi đến cái hàm chuyển đổi thời gian để chúng ta hiển thị ra thôi. Thế là chương trình cũng ngắn thôi. Đây à, bắt đầu là yêu cầu người dùng, các bạn nhớ là ghi chân ý trước rồi mới bắt đầu code nhá, và số giây đây là gọi hàng chuyển đổi thời gian. Người dùng là vào đây, đây là control chấm ra, nhập vào số giây cần chuyển đổi. Ok nhá, tiếp theo gọi hàng nữa thôi, trên nhập vào số giây và gọi số giây thôi. À nhưng mà đây nhá, từ nhưng lại cái đây mới là câu thông báo ra màn hình thôi, và để nhập nhận cái kiện nhập trên màn hình ấy thì các bạn nhớ không, chúng ta dùng console.readline, đây chính là chúng ta sẽ nhận được giá trị khi nhập vào màn hình console trên màn hình. Nhưng mà cái này là đa kiểu string nên chúng ta phải chuyển đổi sang kiểu integer mới dùng được, nên chúng ta sẽ dùng là integer s, dùng hàm convert chấm to integer 32 đấy thì mới dùng được nha. Ra rồi dưới dưới chúng ta gọi hàng chuyển đổi chuyển vào số giây thôi đấy. Ok nhá, mình sẽ chạy chương trình để xem cách phải cùng với các bạn nhé. Nhập vào số giây cần chuyển đổi 3600 giây đi đấy, 1 giờ 0 phút 0 giây. Ok chuẩn luôn, nghĩa là quá chuẩn. Hoặc là lúc nãy là 4220 nhá. Đấy, 1 giờ 10 phút 20 giây. Ok. Đấy. Thế là chúng ta đã viết xong chương trình này rồi. Thế là chương trình đã chuyển đổi giây sang giờ phút giây rồi đấy. Và hôm nay chúng ta cũng giải quyết bài toán theo cách là viết ra một hàm riêng. Vì có những cái tiện lợi khi viết một hàm riêng thì các mình đã từng nói đấy. Ví dụ ở dự án khác hay project khác dùng đấy thì chúng ta sẽ đem cái hàm này gọi lại thôi. Và để giải quyết cái bài toán chuyển đổi giờ số giây sang giờ phút giây ấy, thì chúng ta cần nhớ kiểu chuyển đổi là 1 giờ bao nhiêu giây và ngược lại thì giờ sang giây đâu là 1 phút bao nhiêu giây này đấy. Và nên nhớ chúng ta phải ôn lại được phần chia lấy phần dư nhé đấy. Thôi ha, các bạn này cố gắng cực cực hành lại và chúng ta xem chúng mình có gì sai sót hay là có gì góp ý các bạn comment nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn về những ví dụ sau.